Thưa quý vị và các bạn, với tất cả những người dân của thành phố Lào Cai, cầu Cốc Lếu luôn có vị trí đặc biệt quan trọng. Cây cầu này là chứng nhân lịch sử mang sứ mệnh mở rộng phố Lão Nhai sang hữu ngạn sông Hồng, bao gồm khu phố cũ Lão Nhai và khu mới Cốc Lếu. Cầu Cốc Lếu được thực dân Pháp xây dựng lần đầu vào năm 1907, là cây cầu thứ hai được người Pháp bắc qua sông Hồng sau cầu Long Biên Hà Nội. Đến nay, cầu đã trải qua 4 lần xây dựng, gắn với bao thăng trầm của vùng biên ải. Đặc biệt, đến năm 1994, cầu Cốc Lếu mới được xây lại bởi chính những người thợ Việt Nam, góp phần giúp thị xã Lào Cai hồi sinh và phát triển nhanh hơn, hoạt động giao thương trở nên nhộn nhịp. Trong khoảng gần một năm, thì tất cả những cái cầu cống từ Bảo Yên lên đến Lào Cai là được khôi phục. Thế và khi có những cái đấy, thì nó mở ra một cái tinh thần mới đối với cán bộ, nhân viên và nhân dân ở trong tỉnh là có cái sự hồ hởi và nối được hai bờ Cốc Lếu với lại bên Lào Cai. Thế sau đó thì là mọi cái hoạt động tương đối trở lại bình thường. Khi hoàn thành được cái cầu Cốc Lếu thuận lợi quá, chứ cái chưa đi qua phà thì nó phức tạp lắm. Khi mùa cái nước lũ mùa đông mùa cạn thì lại phải đi bằng cầu phao, về mùa nước thì lại đi bằng phà. Ít người biết được, trước kia cầu Cốc Lếu còn có một tên gọi khác là cầu Dời ơi. Tên gọi mang tính dân dã này là nguồn cảm xúc để ông Nguyễn Ngọc Dương viết tập truyện ngắn bên cây cầu Dời ơi với rất nhiều ký ức. Cầu Cốc Lếu này rõ ràng là một cái biểu tượng, không phải đến thời mới này, mà nó có cả một cái quá trình lịch sử lâu đời. Cho nên cũng không phải ngẫu nhiên mà có cái câu là ai đưa ta đến chỗ này, bên kia Cốc Lếu, bên này Lào Cai. Tôi cho rằng là nó cũng về lịch sử của cầu Cốc Lếu này, nếu chúng ta tìm hiểu sâu sẽ có nhiều cái tầng về mặt lịch sử rất đáng để được ghi nhớ. Hiện nay trên địa bàn thành phố Lào Cai đang có 3 cây cầu bắc qua sông Hồng, nhưng sau hơn 100 năm gắn liền với quá trình phát triển của vùng đất biên cương, cầu Cốc Lếu vẫn mang trọng trách là huyết mạch giao thông và là một chứng nhân lịch sử gắn với sự phát triển đi lên của vùng đất địa đầu Tổ quốc.